Yo, chào tất cả mọi người, mình là Pammy. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Pammy sẽ bắt đầu một cuộc hành trình leo núi đỉnh Everest. Yeah. Mọi người thấy đỉnh Everest trên cùng chưa? Đó, cái chỗ cao cao đâu rồi đó, đó, đó nói trên á, cao kinh khủng luôn. Hiện tại bây giờ mình là đang ở sườn núi rồi, nhưng mà từ đây lên trên nó cũng còn rất là cao luôn, nên là mình không biết là mình có chinh phục nổi hay không nữa. Đúng rồi, ở trên này lạnh kinh khủng luôn mày, mà không mặc đồ dễ chơi, mặc đồ thường mới ghê chứ. Nói chung là nó sẽ hơi căng thẳng tí. Tại vì sở dĩ mình rủ Pammy là do mình xây dựng cái sòng bài casino kiếm được bạc triệu, nên là dẫn Pammy đi chơi vậy đó, đúng không? Chém gió. Thôi không tin đâu, người coi lại lên sẽ thấy. Qua nhà tao rủ tao đi chơi liền đi mày, không tính game mày. Ok, vô đây nè, đi. Ok, đi kiếm đồ mặc mày ơi, nghĩ sao mặc cái bộ đồ này lạnh thế bà luôn. Đó, mình sẽ lấy mấy cái này đây, cái tăng này là dùng để bơm oxy. Đó, mọi người đi vô cái lều màu vàng này nha. Đó, cái lều màu vàng đây để lấy đồ nè. Càng lên cao á là oxy nó sẽ càng giảm. Đây oxy bình xanh này nha. Đó, là tăng ở bên đây nè. Ủa nó không hiện lên ta. Hiện rồi, của cả thì ấy, của cả lấy hết rồi đó, mày lấy chưa? Ý thiếu cái nó kìa rồi. Đây ta đội vô luôn đi. Ok, đó luôn rồi. Yes. Wow. Một cái bộ đó, bật đồ. Cái túi sau lưng nè. Đó, đó cái tăng đeo lên da da mà thấy không? Còn cái nón nữa. Ủa, đó, trời tao đeo lần 2-3 lớp nón luôn mày. Vãi. Ok, và sau đây là Pammy sau khi mặc đồ, trời ơi, đôi giày vậy, nó bự kinh vậy. Thế nào, trời ơi, nhìn đi. Ủa mày đâu rồi? Ủa, này, đây. Pammy đâu mất tiêu rồi. Ê mày, tao này, ê mặc đồ nhìn giống như Captain American đẹp quá mày. Vãi, ê đi cô, đi, núi cao lắm, đi đâu vậy, bay lộn hướng rồi. Đây, tao bên đây, tao đang chụp hình tao trước, đẹp quá. Ủa? Ê, nó nói, ê, cái gì vậy? Aluminum cam, phai. Shelter, tìm cái shelter. Rồi có khả năng là đồ ở đây nó có cái tích nữa, nữa như là mình có khả năng là mình chết bất chấp kỳ cử luôn. Ồ kinh thiệt chứ, mấy cái chỗ này nguy hiểm lắm mọi người, nào là bão tuyết, nào là núi tuyết rớt rồi sụp các kiểu đồ dễ ngẫm lắm. À được, ghê được chứ. Ok đi nè cô, đi. Ok đi, mày đâu rồi, mày mặc đồ vô, tao không thấy mày là ai luôn á. Nè ba, đi lên, mày ngó lên trên trời, mày ngó cái đỉnh núi nằm đâu để mày biết mày đường. Tao biết rồi nhưng mà tao tưởng là mày đang đứng ở dưới. À đây nè, trời ơi, đây mặc đồ nhìn đi Trang. Ôi vãi, tao có đội nón đỏ nữa nè ba. Ê nhìn nè, tao mặc đồ đỏ rồi, nón đỏ nè. Đi, đó. Bây okay. Giờ bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Everest. Đó, Everest dễ rớt lắm nha. Đi qua đây nè, cô đi đâu vậy? Đi lộn. Mọi người đi là nhớ nhường nhau đi nha, từng người thôi, dễ bị té lắm. Game này là dễ đánh đích nhau lắm luôn á. Đúng rồi, ở đây là mọi người có đeo cái đôi giày nè, mọi người thấy có mang cái đôi giày, có cái gai dưới chân á không? Rồi một hành trình rớt núi. Đá đít là còn đỡ nha, cái này là dễ bóp giá lắm luôn á. Trời lạnh mà bóp là lấy nhíp kéo ra trước rồi bóp sao. Ê mày, có mặc đồ đầy đủ nên không sợ gì hết. Mày giỡn quà. Bởi mặc đồ đầy đủ. Mày thử mà vô băng đăng mày mặc đồ đầy đủ còn mày có lạnh không? Chứ có nhiên là mặc đồ đầy đủ có nhiên là không lạnh rồi, tại lạnh đăng, không nó, mày nó cho mày cái bộ đồ cao lao để mày mặc cho mày ra sớm. Biết hết trơn. Biết chứ. Được rồi. Cho mà vô lâu rồi tụi nó mình ngồi không chịu về. Ok, đó. Để cho mọi người. Thế không, nó đi ngang qua là mình bị nghiêng qua bên mém té rồi thấy chưa? Đó. Úi trời má ơi. Xuống đây nè. Trời ok. À mọi người sẽ đi theo cái đường dây màu đỏ này, nó chỉ cho mọi người. Thôi mấy hành niên này thôi đi trước đi. Ôi, cẩn thận. Mọi người nhớ để ý cái thông số bên trái góc trái màn hình nha. Đó, cái anh là phải để ý nè. Còn ấy không, cái khấu cao khổ 65% mà ba, sao sai? Của tao còn 80, ơi. Trời, chen ghê vậy, không mày lên trước đi ba, mày lên trước cho mấy Honey lên trước đi ba. Lên rồi, cái đang đi lên nè. Ok, trời, đừng có chen lắm mà té xuống một cái là chết luôn á. Thì cái này là hydration nhưng mà là cái lượng nước ha, oxy lượng nước của mọi người trong cơ thể mọi người á. Đó, nó giảm xuống là phải uống nước liền, uống nước là số 3 nè ha. Đó, chai nước nè. Đó, còn cái dưới này cái tăng giống như là cái nhiệt độ á, cái oxy mọi người thở á. Đây nè, xuống đây nè. Còn ai mà mất tích thì lấy cái số 2 cái. Ủa. Ai mới rớt chai nước rồi. Ơi rớt chai nước rồi. Có ai lụm chai nước không? Lụm cho tôi xin chai nước. Trời ơi, giới thiệu cho mọi người chai nước, lấy chai nước ra cứ rồi đi ngang lụm ba chai nước. Ê, sao mày lên chưa cô, mày lên chưa? Tự, đang đi xuống nè. Ê, đừng có đẩy. Không, đi xuống hướng này nè, đi lên. Đúng rồi, đi lên. Tao biết rồi, tao bị mất chai nước, tao đi kiếm chai nước má ơi. À, chai nước còn. À, khẩu súng mất rồi, mất khẩu súng rồi. À, đủ. Rồi. Đứa bắn luôn rồi kìa. Ồ, đây cần chứ.
Lên chưa cu, lên chưa, lên chưa? Rồi, tao thấy khẩu súng tao rồi, khẩu súng tao nằm trên tay tao nè ba. Ê, cái bình nước này cặp trên tay đứa nào kìa. Rồi, ok, rồi, lên rồi, lên rồi, lên luôn. Ui, ui, hồn. Ê, cái chỗ, ê, cái chỗ này nó bị giấy rồi. Bóp giấy, đừng bóp, đừng bóp. Trời ơi, nguy hiểm quá, mấy đứa này nguy hiểm quá. Mém nữa là mình đông bóp quá, rồi. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Ê, mà cái tay tao nó cầm khẩu súng rồi, nó không chịu cất vô. Mém, sắp chết luôn rồi, cu. Ok. Mày lên chưa, mày lên chưa, mày lên chưa? Tao đang leo lên mà cầu thang nó bị giấy che rồi, nó bị che rồi. Leo lên mấy thanh niên, trời ở đây không ai leo được hết á. Ui, trời, miếng nước. Wow, trời, mình rớt xuống cái này chắc là mình cắn lưỡi mình chết luôn quá. Trời tao mày, ở đây đông quá không lên được. Lên nhanh đi, lên nhanh đi. Lên bằng niềm tin á. Sao vậy? Ở đây đông lắm, cầu thang nó bị kẹt ở giữa rồi. Ở đâu, thấy đâu. Nó bị tiết lắp ở giữa rồi. Ok, leo lên mấy đứa, leo lên, leo lên. Đá đất mấy đứa này hả, cái cưng, cái cu này nha. Leo lên. Tăng nó sắp hết rồi mày leo. Ok, trời ơi hên quá. Trời ơi, khước kia không chịu lên, làm có ở dưới nó đẩy tao lên được, tao mừng ghê. Cảm ơn thanh niên trường gì đó nha. Sao nghĩ sao bây giờ mới thấy mặt heo đó. Trời ơi, ở dưới chen quá mày ơi, hôm nay mọi người đi leo núi đông ghê, biết hôm nay ngày gì á. Chắc hôm nay Noel hay gì, hôm nay Noel đông vui leo núi tuyết. Ôi, cái này leo đến Everest không phải là chuyện đùa đâu. Đúng rồi, té một cái một là dập trái luôn á. Ừ, không phải là dạng vừa đâu mà dạng rộng ra đó. Ừ. Dạng bự ra nữa. Ok, coi lên, rồi. Coi lên được độ cao. Hiện tại là mình đang ở trên độ này. Cao 387m mọi người bên phải này nha. Alimeter nè đó, độ cao của mình á. Lên nhanh đi cu. Đang đi sau lưng mày đây. Tao lên cái con khỉ, mày là người đi chậm nhất ấy. Tào lao quá, đông người phải đi nhường nhau chứ. Bon chen hối giờ cố đi, họ té sắp mặt rồi xong rồi lúc đó đi lại từ đầu. Ui, đi lần mấy lần cái chỗ ở đây nó có khá là nhiều cái hố luôn á. Wow, kinh thiệt. Không biết núi này sao mà lỗ nhiều ghê ta, chắc hồi xưa bị đánh bom á. Vãi bom. Ok. Ta lên được 600 rồi. Đó, ta lên được 624 luôn rồi. Thôi bớt đi cái 624 đi. Tao đang đứng đây mà tao còn không thấy mày nữa. Tao 672 rồi nè. Tao 722 luôn rồi nè. Mày coi sao đít, mày coi nào đang áo đỏ chạy sau lưng nè. Ồ, thế à. Ngộ rồi, thanh niên kế bên mày sắp chết rồi kìa. Kè nó uống nước vô đi ba. Trong đây còn thanh niên cái núi không à. Cái núi nãy ngày khúc cầu thang. Tao sắp chết rồi, sắp hết rồi. Cái gì? Cái tăng ta còn 52. K1 tới rồi nè, K1 không biết trên okay, K1 okay. Có cái gì không nữa. Không biết có tăng hay là có nước uống hay là có gì không. Coi chừng hết máu nha. Ok, đi vô K1 thôi. Ủa máu nằm khúc nào tao không thấy ta. Không, à không phải máu mà là à, máu của mày mất là cái trên cái góc phải trên nó sẽ hiện ra đó. Ủa cái tăng okay. Nằm đâu vậy, mày đi tìm thử coi, tao không thấy tăng. Ôi, ở đây mấy cái lều nhỏ chứ mày cho núp vừa ngủ đỡ qua đêm hay gì mày ơi, không có cái gì chổng luôn á. Không có tăng rồi ba mày ơi, lên. Rồi lên, thôi lên. Đi tiếp thôi mày đi, ơi. Tao thấy cái kem 2 được kìa. Đi lên kem 2 đứa coi không biết kem 2 có không nữa. Trời ok, kem 2 nằm trên đây nha mọi người, mới có cái bảng nó hiện ra nè. Ôi lạnh đó mày ơi. Trời ơi, tăng còn 32. Còn chế độ nước thì còn có 82%. 47, rồi tao nước cũng bằng mày luôn nhưng mà sao tăng có mày tuột nhanh dữ vậy? Ơi đứa nào bắn pháo sáng vậy? Dạ biết nữa nhưng mà lên nhanh đi coi chừng chết. Ê còn không mà lấy pháo sáng nó mày bắn cho mày bớt lạnh đi cô. Có luôn hả? Ừ. Không con nghĩ hiện tại bây giờ đang là thời tiết trong lành nên là nó không sao đâu. Vãi cái trong lành, có mặt trời ở trên chiếu xuống đỡ được xíu nè. Lát nữa mà bão tuyết cái là chạy sắn quần luôn á. Quên. Mình leo cái này là mình không nên mình nhìn xuống dưới, mình nhìn xuống dưới nhiều khi mình đập trúng cái lỗ nữa. Nghỉ chơi luôn. Ngắm cảnh đi ba, dừng lại ngắm cảnh cái. Ừ, cao ổi không? Ê, đó, mày ngó lên trên cao là mày sẽ thấy nguyên cái đỉnh núi rồi. Thấy rồi, đỉnh núi gì mà cao dựng đứng vậy, sao leo trời. Ừ, vậy nó mới khó chứ. Dễ trời, đỉnh núi Everest. Không biết có bạn nào lên Everest lần nào chưa? Chắc không đâu. Nói không? Ồ, mình, nó cao kinh khủng luôn. Mình với thằng Vami sẽ là người đặt chân lên đỉnh Everest. À, lát mình sẽ lên mình cắm cờ hả chảnh? Phải cắm cờ gì ba? Cắm cờ có logo của tao ba. Vami đã đặt chân ở đây. Làm mày làm như là leo lên sau leo lên mặt trăng bằng. Có mà ba, ta leo lên Everest ta có cắm cờ mày không biết hả ba? Không, cái gì là không biết rồi. Ê, kem 2 tới đâu rồi. Đâu? À ok, kem 2 trên nha mọi người. Thế nè, đó, kem 2 nè. Cái nơi cắm trại thứ hai á mọi người, mình còn 37 cái tăng nha. Tăng mình còn 37. Uống miếng nước vô đi. Thôi để dành nước đi, 80% nữa mà. Ok, rồi 100% rồi, mừng quá. Uống nước vô đi. Yeah, đây 2 gram 100% rồi nè. Nước mình còn 79. Nước nóng á, chứ không phải là nước lạnh đâu. Hả? Nước nóng á, nước ấm á. Nước ấm hả? Ừ, nước ấm á. Tính ra nước hay quá hả? Nó có cái tăng nè, nó có cái bơm tăng nè. Ok, vô bơm tăng đi.
quá trời, cuối cùng cũng gặp được cái bơm tăng rồi, mừng quá. Đây, đây 90% luôn rồi, yes. Để tao giới. Ok, đây bơm tăng mọi người ơi, màu xanh đây. Ôi, Bảo Tuyết hơi gì lắc quá vậy. Ừ, ê, đừng có đi vô hướng này nha, tao thấy hướng này nó nguy hiểm. Ok đó. Mọi người, tăng mình 99%, hai ra của mình cũng 99% luôn rồi. Đó, ok, bây giờ là tiếp tục thôi, mình đang ở hình độ cao 1785m mọi người ha. Lên. Ok, ta đang đi lên rồi cu, nãy giờ bị trượt chân. Bạn thấy bãi cái trượt chân có chết không? Ừ, chưa, bị trượt chân té nhẹ nhẹ. Ôi ơi, trơn thế. Ồ, lên được, sắp lên tới 2000 rồi kìa cu. Ok, yeah, ok, mình được độ cao 1888m rồi mọi người ha. Vãi, có mới nhiêu đó thôi mà đã làng rồi thì. Đâu, ta đang khoe với mọi người mà đâu ai là làng vậy đâu ba. Trời ơi, là làng. Ô, bố, làng nước hả, bố, làng nước. Trời, cái đó mới gọi là la làng. Đó là bố làng nước rồi, tôi leo lên 2000m rồi, tôi khó thở quá. Ôi, ơi. Nhiệt độ hiện tại bây giờ bên ngoài đang là cái 2000, bả lộn tới -3°C lận á. Kinh, có -3 thôi hả? Có -2 độ, ủa cái núi Everest gì mà kỳ vậy? Tại vì ta, ừ đúng rồi. Tao nhớ thường thường lên trên á, tao nhớ thường thường lên cao nó lên -10 mấy, -2 mấy không à. Ui, sắp lên cái nơi rồi, sắp lên cái vách núi đứng rồi, Bami. Vách núi dựng đứng, không biết đi đường nào luôn mọi người. Đó chắc có cắm cái cọc, có kiếm cái cây nào mà nhọn á, đu lên, leo lên. Hồi nãy trước khi lên á là ta đã để ý rồi. Lên khoảng độ cao 2400 á là oxygen bắt đầu nó sẽ giảm rất là mạnh. Ồ. Không biết có chỗ nào đổ nước vô không, ta xin miếng nước nóng của anh Tiều Phu. Ok, lên được cái camp 3 chưa? Ủa cái đấy giờ tao vẫn chưa thấy cái camp 3 đâu hết. Cứ từ từ, camp 2 mới đây mà mày mới rút cung ta mà giờ mày đòi camp 3. Ê, thấy nguyên cầu thang rồi, lên cu, lên. Đây, đang leo dốc dựng đứng đây. Wow. Đây, đó. Trời, bây giờ lên tới đây là nguyên một cái dốc thẳng đứng luôn. Ôi, chỗ này khó leo vậy, thấy bà rồi. Ê, mày leo lên chưa cu, nguyên một cái dốc thẳng đứng ngay chỗ này luôn nè. Ok, ok. Cái gì vậy, mới vừa thấy cái gì nè. Ồ, cái gì đây. Cái gì là cái gì? Ôi, xác người chết kìa. Có luôn hả? Wow. Ê, chờ tao với cu. Wow, xác người chết rất là nhiều. Đó, trời, leo đây rất là cực khổ luôn mọi người. Mặc đồ quá trời bích kính mít luôn mà vẫn lạnh. Nhiều xác người luôn. Tao để tao lên tao coi. Ủa sao mày leo gì lâu vậy ba? Nãy giờ tao bị tuột ở dưới đây nè ba. Bạn bè hoạn nạn mà nó bỏ nó đi leo mình không à. Nhanh lên ông nội, tao đứng đợi lâu là cái cân của tao nó sẽ giảm. Tao đang đứng kế bên mày luôn nè. Kế bên cái con khỉ á. Đây nè, quay mặt lại, đó. Trời ơi, thanh niên này. Ôi á, đừng có đẩy. Ôi, đi xuống chi, máu không biết nữa. Mấy cái cục gì đó đỏ ghê mày, giống như cái áo của ai á. Ôi, từ từ thôi, từng người thôi. Wow, có hướng lên bên này. Ok. Đó, bây giờ hành trình leo. Hành trình leo núi này là leo núi thẳng đứng luôn rồi nè. Ồ, à nó có cái đường đi nè. À giống mày leo đèo vậy mày. Nãy giờ nói là có đường đi mà. Ừ, có cái đường đi bên hông giống mày leo đèo vậy mọi người. Hồi cũng đỡ ha, trời nó mà thẳng đứng. Á, à, để gì vậy? Đang cái tới chuyện đi lùi vậy. Này, đứng. Cẩn thận. Ơi, khúc mày đi sao vậy? Chỗ này rất là thẳng đứng luôn á. Ơi, chỗ này chưa có ai tìm ra đường đi hay sao vậy? Mày đâu rồi kia? Bên này ta đang leo lên cầu thang thứ hai nè. Ủa có cầu thang luôn hả? Chết bà, tao chưa thấy cầu thang. Lên đi cu, lên. Mà tao đang lên. Đi đâu? Tao đang đi vòng vòng nè ba. Cái gì vậy? Sao đi đường vòng? Có cái đường dẫn lên thôi mà, làm gì đi đường vòng được. Ủa phải không? Lên chưa? Ơi đừng có tụt ra đây nha, xui lắm luôn á. Ơ như lộn đường má ơi. Mày chui vô cầu thang, lộn mày chui vô đó làm chi, nó có cái cầu thang thôi mà. Ok, để tao quăng ngược lại. Thì mọi người luôn, ở đây tuyết nhiều quá luôn á, đi không thấy đường luôn mọi người. Cả đám lạc đều. Ok, à thấy cầu thang rồi, lũ đạn. Hồi đứa nào mới chết chắc nó rủa tao luôn á. Hay luôn, cả đám lạc đều luôn, ghê. Ok, đây cầu thang qua đây mọi người ơi. Compact. Trời tối luôn rồi. Chạy nhanh lên. Chạy bằng niềm tin rồi, buổi tối hay có bão tuyết lắm nha. Ôi lỗ không vậy? Nguyên cái lỗ thang đúng bự luôn. Rồi, tao không thấy ai luôn rồi. À, tao thấy rồi. Tao thấy mọi người rồi, nhưng mà mọi người đi chậm quá. Xin lỗi mọi người nha. Quá đáng mà. Cẩn thận nha, đây là cẩn thận nha, coi chừng chết nha. Ê, tao hư vậy ba. Ê, hết thấy đường rồi.
Rồi xong. Hết thấy đường rồi, rồi. Rồi xong. Ủa mày đang đâu vậy? Chết luôn rồi. Sao chết? Trời ơi, đang leo lên trển cái tự nhiên tớ thui không thấy đường gì luôn. Cái nó rớt nó chết. Vãi. Tớ thui luôn. Rồi xong tớ thui luôn. Tại sao anh đi có đèn ta? Ê, ta không thấy tao report ra được không? Thái động tao report ra được không? 29m luôn rồi. Vâng, tao lên được 3.000 rồi nè, mày ủng hộ, mày ủng hộ. Easy way out. Để tao đi luôn nè. Respawn. Thôi à. Rồi xong về nhà luôn, lũ đạn. Ba bị chết rồi, bây giờ thì cần luôn đó, là mình không có thấy đường nữa, mình đi luôn. Rồi, bảo tuyết luôn. Snowstorm luôn. Bảo tuyết kia hơi về đây với tao. Về đây bên nhau. Đồ, mình chung chết bây giờ đâu. Ui, có biết con thang bên này. Ồ, hồi nãy thì tình với mọi người mình leo lên cái tối thui không thấy đường luôn. Trời, mày leo lên, mày cứ leo. Leo cái cầu thang lên đó ba. Không quẹo luôn, leo lên tới ngay đỉnh cầu thang cái là tối thui cái là rớt luôn. Vãi. Mày coi clip mày sao thấy? Còn không thấy cái gì luôn á. Luôn á, sao định luôn á, cái đây là tao không thấy cái gì luôn á. Nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn. Mày đùa hoài ba. Tao đang cố gắng tìm đường để chinh phục đỉnh Everest nè. Trời tối thường thường là người ta dựng lều, người ta ngủ, ai đi dựng lều, ai đi đi dữ vậy ba. Để tao kiếm rồi. Còn nguyên cái cầu thang ở chỗ này mà tao không để ý là tao không biết luôn á. Ồ, hiện tại là tối lắm luôn mọi người, nhìn lên là không thấy núi luôn á. Không thấy mà ba. Đó, đây nè, đây nè. Nhìn lên thì vẫn thấy á, nhưng mà nó hơi căng tí thôi. Hơi căng thẳng tí. Ok, trời sáng luôn rồi mọi người. Sáng rồi mà sáng, trời chưa sáng mà. Đó, âm rồi đó, 3-4 giờ sáng rồi đó. Chưa. Ok, cố lên. Thôi. Ê. Có đứa nào, leo lên đi. Trời giờ mà leo lại, đuối à. Đuối gì, nãy giờ tao mới 3.700 nè ba. Nó 3.700 luôn hả? Không, có nghĩa là từ đó mà mày lên khoảng 2.000 á thì nó chậm, nhưng mà từ 2.000 trở lên nó rất là nhanh luôn á. Ok, vậy để tao leo lại. Tao thấy đường nào leo má. Trời ơi, tao mới là người không thấy đường nè. Mày thấy tao vừa đi, tao vừa mò đường nè, mới khó nè. Trời ơi, bảo tuyết chị mà kinh rứa. Cố lên. Ủa, cái đường lên nằm đâu nhờ, trời ơi. Mấy chục đứa đang đi chung với tên đi theo tao luôn á mà tao không thấy đường tao leo luôn nè. Vãi, mày đi, mày ngó lên trời á, mày thấy cái chỗ nào đỉnh núi là nó đó. Thấy rồi, nhưng mà phải kiếm cái cầu thang mới lên được ba, đây là sương mù giăng kín lối luôn rồi. Tao mới gọi là sương mù giăng kín lối đó. Thiệt lòng bây giờ tao không thấy đường nếu mà tao leo lên luôn nè. Mày thấy đây, ok, thấy đường rồi, ok bên đây nè. Hiện tại bây giờ cái tăng của tao nó đang còn có 29% mà. Chết đi. 40 mét rồi, không đùa được đâu. Ok. Xác định luôn á, 4.000 mét rồi, bây giờ là không biết nên quẹo hướng trái hay quẹo phải nữa nè. Rồi xác định rồi Bami ơi, bây giờ tao không biết đường leo luôn nè Bami ơi. Rồi xong tao té núi luôn rồi. Ba thấy mày leo lên cái đó mà mày cũng bị cái núi nữa ba. Tao thui rồi, không thấy gì hết trơn, leo lại rồi nè. Vậy sao tao leo được, trời ơi, mày thử mày lên trên này đi rồi mày sẽ biết cái cảm nhận. Trên nó còn đường rồi ba, dưới đây cái nùi đường. Gì cái nùi, dưới đó rồng dễ hơn lên trên này á chứ. Trời đông quá vậy, bị lạc đường rồi mấy đứa ơi. Thiệt tình. Trời ơi, ê Bami, tăng tao còn đúng 54 rồi, tao sống sót nổi mày. Lát nữa chị nhưng mà thấy bất ngờ mày về núi rồi mày về làng là hiểu rồi đó. Máu tao hiện tại giờ nó vẫn chưa giảm. Ghê vậy. Ui, hết rồi, thấy đường lại rồi. Nhưng mà trời tối thui rồi. Ôi chết rồi, trời tối thui sao chết. À, thấy cầu thang rồi. Hết bão rồi nhưng mà trời có nuôi à. Ok. Trời đó, lên cầu thang lại rồi. Ôi, cạn lời rồi. Trời ơi. Ok, leo đây. Ai thì nó cũng phải cho mình một ít trăng sao để mà mình thấy đường, để mà mình la mình leo núi đó chứ bây giờ. Bớt sương mù rồi. Ok, bây giờ mình đang thử thách leo lại núi với thời tiết rất là xấu mọi người ha. Tới thui mà còn sương mù mà còn không thấy đường nữa. Đúng rồi, thiệt tình luôn á. Bây giờ đừng có đẩy, đừng có đẩy. Bây giờ đúng có 17% tăng là làm sao mà tao có đủ cân để mà tao leo lên trên đây trời. Ráng leo đi. Thì cần chứ, còn đúng có 16 tăng nè. Ôi, ở đây sai trái vậy. Đây, qua bên đây. Cứu tao đi Bami. À, chết đi, xuống đây tao cứu nè. Trời đất ơi, chất quất ba. Ý là có gì, tao đứng chứ, tao nằm ngủ trên đây là mày lên mày Thôi, tao không hô hấp nhân tạo đâu nha. Mày đánh thức tao dậy, không đánh thức thôi được rồi, khỏi cần hút đâu.
Giờ đừng làm như công chúa lọ lem á ba. Phải công chúa mua trong rừng. Hoặc là bạch tuyết gì đó. Bạch tuyết là bảy chú lùng. Té. Leo từ từ thôi, trời ơi. Ôi, tao tới khem ba luôn rồi. Khem ba rồi hả? Rồi vô nó nghỉ giấc đi ba. Tao tới khem ba rồi, nhưng mà tao ngó lên trên trời thì vẫn có rất là nhiều. Ok. Đỉnh núi Everest này nó cao mấy ngàn mét, mình quên rồi ta. Tao không biết phải làm, phải sống sót như thế nào đây. Wow. Thật là cảm giác rất là khó chịu. Ngủ chở mình giấc đi ba. Mày than không đâu được gì đâu. Bùm được. Ok, có ok, trời ơi, trong này đồ khá là nhiều luôn. Có bùm máu nữa nè. Bùm lại thôi hả? Hành trình đi tiếp. Ơi, mất máu, mất chút ít rồi, hên quá không sao. Xác người bên này cũng nhiều lắm luôn á. Tao đang lên lại nè cu, mày có chịu chờ tao không? Trời ơi, tao có 5.000 lần sao chờ được ba. Vãi, tao 200 rồi nè. Ôi, xác người chết một đống. 300 luôn rồi. Ghê thật. Mày làm mày vớt xác tao lên đi ba. Ôi, xác người chết nhiều lắm luôn á. Mày vớt mà đem về nhà cho người thân người ta giùm. Vãi, có luôn hả? Cần vớt về có ai đang theo mình không? Đó, hiện tại đang có 3-4 thằng niên đang đi theo thân mình. Ủa sao nhớ đi nhiều lắm mà còn có 3-4 thằng vậy ba? Nó bị lạc hay là nó bị té gì đó. Ê ê, gì vậy? Rồi xong luôn, lắc game luôn. Ủa sao vậy? Tao đang leo theo hướng đường mòn, chuyện đâu ra cái tao đang đứng giữa trời mây rớt xuống nằm đó xác tao kìa. Đây là xác mình nha mọi người đó. Trọc lóc đầu óc luôn rồi, lụ đạn thiệt tình. Trời ơi, tự nhiên cái chả hiểu. Trời ok, ơi, về núi thôi. Thôi, má ơi, chết quá trời luôn. Oh no, hiện tại bây giờ tao chỉ có 5.000 à, tao chưa có chinh phục được. Hình như 8.000 tao mới chinh phục được mày ơi. Dạ, yeah, ừ, vậy mày leo một mình đi, tao out đây. Hiện tại giờ một mình tao leo được 5 cây số rồi đó. Mày leo nữa không? Tao đang leo nè. Ok, yeah, tao sẽ đi ngủ đây. Mày đợi, mày đợi tao chinh phục đỉnh núi đi, rồi tao mang xuống tao đưa cái huy hiệu cho mày. Rồi mày ok thôi. Tao đi ngủ đây, bye bye. 2000 years later. Kìa nó chết rồi, ra ngắm cái dung nhan của nó nào. Trời đất ơi, má ơi. Sao lên tới 8.000 mấy rồi mà còn chết. Kìa không lên đỉnh được. Kìa nó chết rồi. Mọi người thấy kìa chết vui không? Đó, vỗ tay mọi người ơi. Ok, ba hai đứa mình sẽ dừng video ở đây thôi. Thì hôm nay cuộc hành trình lên đỉnh Everest thì nó hơi khó mọi người ha. Khó kinh khủng khiếp luôn, trời ơi. Dễ sợ thiệt, nào là trời đêm, trời tối mà phải đi trượt chân té dập mặt. Rồi gặp bão tuyết đấy chứ. Gặp kia sắp lên đỉnh là bị tuột đỉnh đấy chứ. Ôi giời ơi, tội nghiệp. Ok, bạn thích video này nhớ để lại cho Bami với K một like, một share và hit subscribe kênh channel của hai đứa mình. Để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye. Bye bye. That's it, friend? Yes.